Em xin chào tất cả các bác nhé, nhất là các bác trong ngành cây cảnh bonsai ạ. Các bác hãy bỏ qua cho em cái video này nhé, bởi vì em không chuyên môn. Phụ nữ chúng em chỉ là công việc chính thì là chăm sóc gia đình và vui với công việc các bác ạ. Thế nhưng mà đến bây giờ thì thời buổi Covid em chẳng biết làm gì ở nhà, buồn lắm các bác ơi. Mỗi ngày em chọn một niềm vui. Thế là hôm nay em đi em nhặt ve chai này, em xin hoa 10 giờ về và cũng kiếm những đoạn dây thép là bắt đầu em bắt chước các bác làm hoa cây cảnh đấy. Các bác thấy không? Em làm như đúng rồi ấy. Đấy. Các bác thấy không? Em xem các bác ở trên mạng là em học liền, tay chả làm được thì em lấy búa đinh nhá. Đó. Kim này, búa đinh này, em vặn áp phết đấy. Nào thì băng dính này, đấy, tìm mãi chả thấy cái đầu của nó. Ơi, thế rồi. Này, em quấn vào cũng làm như đúng rồi, các bác đừng tưởng nhé. Đó. Đến đoạn đầu tiên em uốn ra. Em cũng bắt chước em làm như các bác. Nếu các bác nào mà trong ngành trong nghề ấy, thì hãy xem và bỏ qua cho em cái video này nhá, đừng cười em. Và có ý kiến thì đấy, để trong phần bình luận để góp ý thêm cho em và nâng cao tay nghề cho em nhé các bác. Hôm nay em cũng làm thử đấy. Nếu mà các bác mà thấy em làm dở quá thì các bác hãy bỏ qua cho em. Nhưng mà thôi thì em đã quyết tâm em làm rồi thì em cũng làm cho bằng xong, làm cho bằng được thì thôi. Không có ai quen mà không ngượng một đôi lần phải không các bác? Hôm nay là buổi đầu tiên em làm. Đó, em bắt chước các bác làm đấy. Đục thủng ra xong rồi cho rẻ vào để cho hút nước lên, làm tiết kiệm thời gian không phải tưới đó. Và các loại hoa 10 giờ hôm nay em cũng đi xin được 5-6 màu liền các bác ạ, đi xin cả buổi mới được, không phải một nhà đâu nha các bác, 2-3-4 nhà. Mỗi nhà có một màu, hai màu thôi. Em xin được 5-6 màu cơ. Em uốn cái cây được 4 bonsai 4 tầng nên em phải nhặt ra 4 nắm. Mỗi nắm 5-6 màu, 4-5 màu. Đó, em làm cũng giống các bác ấy chứ. Đó, em chọn xong rồi đó. Bây giờ bắt đầu em cho vào, em uốn cành bonsai này. Buộc vào nhé. Em cũng bắt chước lấy dây mềm em buộc như là các bác dạy luôn. Đó. Cũng cuốn như đúng rồi á. Hôm nay em làm video để không phải là chia sẻ mà em cũng khoe với các bác là phụ nữ không có gì là không thể. Đàn ông cũng vậy. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm thôi các bác ạ. Nếu làm lần đầu không đẹp thì lần sau sẽ đẹp. Đó, các bác nhìn thấy em quấn chưa? Lần này em làm không cẩn thận, làm cẩn thận nhưng không đẹp thì lần sau em làm sẽ đẹp. Biết đâu một ngày nào đó em lại chuyển nghề nhé các bác. Các bác nào ở cây cảnh thì cứ né né em ra nhá. Sau này khả năng em lại cạnh tranh với các bác đấy. Nói đùa với các bác cho vui thôi. Nhưng mà nếu con người ta mà rỗi rãi cái thời gian đó thì buồn lắm các bác ạ. Chứ em yêu lao động em quen rồi. Mà buồn chán là không được. Ngồi nhà xem tivi, xem điện thoại mãi buồn. Hôm nay em chọn một niềm vui là em sẽ làm cây cảnh một buổi. Hôm nay em sẽ theo các bác.
Em sẽ làm lấy mấy cái chậu hoa cây cảnh để chăm bẵm hàng ngày, thêm niềm vui, thêm công việc. Đấy, em đã uốn xong rồi các bác nhá. Bây giờ bắt đầu em cho đất vào này, cho nước vào. Cho nước vào đã. Phải đúng không nhỉ các bác nhỉ? Cho trên hay cho dưới nhỉ? Đó, em đổ vào rồi. Em nhớ ra rồi. Đấy, bây giờ cho nước vào, cho đất vào. Thế, xong bắt đầu mới cắm cây bonsai vào. Nhồi đất vào xung quanh đã, đúng rồi. Làm như thợ chính. Em cắt tỉa. Rồi bây giờ cho đá vào để cho trang trí là một, thứ hai nữa là khi tưới là đỡ bị bắn bẩn. Đó, các bác thấy em đủ món chưa? Xong ok rồi nhá. Ôi da, cũng dáng dấp đẹp phết đi chứ. Ok chưa? Xong một cây rồi nhá. Em tiếp tục đi làm cây thứ hai này. Đục khoét lỗ. Cắm dây thép vào. Có mỗi cái là hôm nay em quên không cầm bao tay. Âu, chọc vào tay rồi. Chọc vào tay thì em cũng hy sinh cái tay hôm nay luôn. Phải làm bằng được mấy cái chậu cây cảnh. Tay không bẻ được em vác kìm em bấm. Nào. Kìm bấm không được. Búa đinh này thì búa đinh này. Bác cứ cười em đi. 2 tháng sau em hẹn lại các gặp lại các bác, em sẽ khoe thành quả cho các bác xem nhá. Lần này em sẽ không quấn cây bonsai kiểu kia nữa mà em sẽ quấn theo kiểu là bách tán nè. Đấy, vòng tròn đã làm xong rồi. Em bó vào. Xong em uốn rồi. Bác xem. Em lại làm tiếp nhá. Nào thì chai trắng, nào thì chai xanh, nào thì chai nâu nào. Hôm nay em nhặt hết. Đó. Chai nước giặt này là em không làm để tự tưới nữa. Đấy, mà em sẽ phải đục lỗ để cho nó thoát nước, không hề bị úng cây. Em sẽ làm một kiểu khác. Thank you.
Và hôm nay là một buổi sáng đẹp trời và đây là thành quả của em nha các bác. Đó, một loại bonsai này, hai loại bonsai này. Các bác nhìn thấy chưa? Dáng dấp này, oai như ai luôn. 2 tháng sau nó nở hoa ra, em sẽ chăm chút các bác ạ. Các bác yên tâm nhé, các bác hãy đợi em nhé. Đó, em đó. Đây là em đó, em chụp ảnh em gửi lên cho các bác đó. Và 2 tháng sau em sẽ quay trở lại với các bác. Và các bác hãy quay trở lại với em nghe chưa? Đó. Em sẽ chia sẻ với các bác là thành quả của em sau 2 tháng. Các bác hãy đợi em nhé. Hoa sẽ nở và bonsai của em sẽ đẹp tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, các anh, các chị cùng các quý khán giả để đến 2 tháng sau. Bye bye.